Chào cả nhà nha. Hôm nay cây mua sâm kinh của mình nó cũng đã sẽ nhảy được 50% rồi cả nhà. Tình hình thấy em nó nở thấy cũng có vẻ được đó. Chưa thấy hiện tượng nè rủ kỳ các bạn. Thấy không? Mu sân kinh nè. Màu rất xanh nè. Cũng xả được một nửa rồi các bạn. Cũng có những cành hư rồi các bạn ơi. Xả nhị mình vẫn cung cấp nước cho nó đầy đủ các bạn, vẫn giữ ẩm chứ mình không hạn chế nước nha, không hạn chế nước như một số chủ thất trên YouTube có nói. Mình thì mình canh tác mua sân kinh này mình muốn thuận theo cái cây. Mình không ép nó nhiều lắm. Không biết mong các bạn là mua sân kinh tình hình tới đâu rồi, có thể chia sẻ cùng với mình. Nay mai mình sẽ làm một cái video clip. Mình sẽ nói về những suy nghĩ của mình thôi, về cây mua sân kinh, về những cách nghĩ của những người khác, cũng như cách làm. Có vẻ như mọi người hơi nóng vội so với cây mua sân kinh. Mình sẽ tổng hợp rất nhiều đặc tính của cây mua sân kinh cũng như là cách làm của chúng ta mà dẫn đến thất bại, sau đó chúng ta quy chụp lại là cây mua sân kinh này không ngon, không phù hợp. Rồi, hy vọng các bạn sẽ đón nhận video clip đó của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Xin hẹn gặp lại vào clip sau.